Người dân tại Tel Aviv đã xuống đường biểu tình vào thứ Bảy, kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas và giải thoát những con tin còn lại. Các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Doha do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ đến Israel vào ngày hôm nay và gặp Thủ tướng Israel Netanyahu vào thứ Hai ngày 19 tháng 8, nhằm đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao tiến tới thỏa thuận chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas và giải thoát những con tin còn lại của Israel. Theo số liệu của Israel, cuộc chiến nổ ra vào ngày 7 tháng 10 khi nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt giữ khoảng 250 con tin. Còn theo các cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel đã giết chết hơn 40.000 người Palestine, hầu hết là thường dân. Israel đã mất 331 binh lính ở Gaza và cho rằng ít nhất 1/3 số người Palestine thiệt mạng là chiến binh.